Hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở clip hôm nay mình sẽ test cực nặng luôn với cái xe này của mình. Thì hiện tại mình đang xả bình ắc quy. Đó, thì anh em thấy mình đang tắt máy và mình đang xả bình ắc quy bằng cách là mình bật đèn liên tục này để mình xả bình ắc quy. Đó, thì hiện tại là cái xe của mình đây. Chiếc xe zin quen thuộc của mình hay làm clip này. Đó. Thì mình đang dùng một cái bóng pha 40W. Mình đang để chế độ pha, mình đang xả điện và thi thoảng là mình sẽ đề thử cái này xem là cái xe của mình còn đủ đề không. Mình sẽ xả cho đến khi nào không đủ đề được nữa thì thôi, lúc đấy là mình sẽ đạp anh em nhé. Ok, thì mình sẽ gặp lại anh em ở ít phút nữa để cho cái xe này của mình nó hoàn toàn hết điện. Đó. Cái bình ắc quy của mình thì vẫn ở trong kia. Ok, thì hẹn anh em ít phút nữa để mình xả cho nó kiệt điện hoàn toàn. Hiện tại thì để mình tắt xi nhan xem nào. Hiện tại của mình nó đang báo là 11,1V. Thì mình sẽ xả điện cho nó xuống thật sâu. Khi nào không để được nữa thì thôi. Khi nào mà mình sẽ làm clip tiếp theo ấy thì là mình sẽ đạp nổ anh em nhé. Đây là mình đang xả điện. Hiện tại bây giờ là vẫn đang để nổ được này. Đó, thì mình sẽ xả khi nào không để được nữa thì thôi. Đó, thì hôm nay là mình sẽ tắt cực nặng. Chiều nay thì mình định gắn thêm một cái cây L4 vào đây nữa để nâng cái công suất của cái xe của mình lên, nâng công suất chiều sáng của xe mình lên, là tăng số watt đó. Thì một số anh em có alo với mình và có nhắn tin vào Zalo của mình, có nói là cái xe này của mình là bình nó khỏe. Thì mình cũng đính chính luôn ở cái clip hôm qua ấy, thì khi mà mình để cái điện bình ắc quy của mình ở cái chế độ bình thường nó báo là 12,5V. Như thế là cực kỳ là yếu anh em nhá. 12,5V như thế là yếu. Ở trên cái thông số của cái bình ắc quy GS ấy, họ cũng có ghi luôn là 12,5V cần phải nạp thêm. Đó. Thì khi của mình bật đèn lên là nó báo là 11,6, 11,7 đấy. Thì như thế là dưới cái mức giá trị điện của cái bình ắc quy anh em nhá. Đó. Thì ở cái clip hôm nay ấy, thì mình vẫn test như cái clip hôm qua, nhưng mình sẽ test nặng hơn nữa là mình sẽ xả điện cái bình ắc quy của mình đi. Đó, đây là cái ánh sáng đèn xe của mình đang sáng, mình để nó sáng từ nãy đến giờ. Này làm gì là mình sẽ xả cho cái bình ắc quy của mình tụt xuống sâu đến nỗi là không thể đề nổ được anh em nhá. Và sau đó là mình sẽ đi ở cái tốc độ là từ 20 cho đến 40 cây số một giờ đi trong nội thành. Nói chung là mình sẽ giả định đi trong nội thành, và cái con đường test hôm nay là mình vẫn sẽ test con đường hôm qua là đường cao tốc đó. Đó, thì là mình sẽ test là đi ở cái tốc độ là từ 20 cho đến 40 cây số một giờ. Thì thường là anh em sẽ đi làm ở các cái cơ quan nhà nước hay đi làm, hoặc là những anh em mà đi trong đường nội đô thành phố hoặc là khu dân cư đông đúc thì tốc độ cho phép thường là sẽ là 40 cây số một giờ. Và mình sẽ test đi ở cái tốc độ là 40 cây số một giờ như thế. Và mình sẽ đi từ đây cho đến cái chỗ cái cầu hôm qua mình có làm với anh em đó, thì mình sẽ dừng giữa chừng để mình sẽ tắt máy đi và mình sẽ đề nổ để xem là cái đường nạp của mình khi lắp cái con ổn định điện version 2 này nó có đủ cấp cho cái bóng và đủ cấp cho cái bình để cái xe của mình có thể đề được tiếp theo nữa hay không. Nếu mà nó đề được thì mình sẽ bật đèn lên và mình sẽ tiếp tục đề. Ok thì ạ, thế là quá nặng luôn anh em nhé. Đó, thì ở cái clip hôm qua thì mình đã chia sẻ với anh em mà mình đi ở cái tốc độ cao như thế là cái đường nạp của mình nó đủ nuôi cho một cái bóng của mình chạy một cái quãng đường cũng khá là xa, và cái điện áp nó đã lên đến là 13V, hơn 13V. Ok chị ạ, nên là các anh em mà phượt thủ mà hay chạy đường dài thì cứ yên tâm thoải mái, thì anh em có thể là đi một con bóng pha 40W ở đây cộng thêm một cái cây L4X hay là L4 gì đó, có thể gắn ở đâu thì anh em tùy thích anh em, nhưng mà có thể là sẽ đủ điện cho anh em chạy từ 60 cho đến 80W, có thể là mắc là 100W. Nếu như anh em mà cứ chạy cái tốc độ cao mà chạy trên một quãng đường dài như thế thì anh em có thể bật đến 100W anh em nhé, 100W. Mình xin nhấn mạnh là cái xe zin này điện nguyên bản của nó khi mà đưa ra ấy, là cái bóng pha này của nó chỉ có 25W thôi, 20W luôn, và 25W, mình cứ tính là 35W, mà cái bóng này của mình hiện tại bây giờ đang là 40W thì nó đã nặng điện hơn rồi. Đó. Chưa nói gì là anh em có thể mắc lên đến 100W. Đó, từ nãy đến giờ là mình đang xả điện rất là sâu.
để cho cái xe này của mình nó xuống sâu không để nữa thôi. Đấy, hiện tại vẫn cứ để nổ bình thường. Đó, anh em thấy cái IC tăng áp bên mình vậy. Hiện tại bình của mình đang là 10,4V, rất là yếu anh em nhé. Thì hiện tại nó đang nhảy như này là mình đang để xi nhan. Đang để xi nhan thì không nổ máy thì nó sẽ bị tụt điện, thì nó sẽ nhảy như này. Và mình bấm đề, đó, máy vẫn nổ vậy. Đó, đó. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi, mình sẽ tiếp tục xả. Ok anh em, thì hẹn anh em một lúc nữa thì mình sẽ tiếp tục mình làm clip để mình test. Hiện tại thì bây giờ mình vẫn là đang xả điện. Đó, mình test như này là cực nặng luôn. Nếu như cái clip này mình test như thế này rồi mà một số anh em mà vẫn còn alo với mình, mà vẫn còn bảo mình là cái xe của mình là cái bình ắc quy khỏe thì mình cũng chịu luôn đấy. Đó, đây là mình quay luôn cái chỗ bình ắc quy của mình. Để nhẽ mình lại gắn thêm một cái bình ắc quy nữa cầu ngoài nữa thì mình cũng chịu luôn các bạn ạ. Cái xe của mình nó đã đáp ứng đủ cái đường nạp rồi thì anh em có đi kiểu gì nó vẫn cứ đáp ứng đủ đường nạp. Còn cái xe của mình nó đã yếu đường nạp rồi ấy, thì anh em có thể lắp một cái bóng 30W thôi cũng không thể đủ điện đi, chưa nói gì đến 40W hoặc là 70-80W, thậm chí là 100W anh em nhé. Đó, ok, xin chào anh em, hẹn anh em ở cái clip tiếp theo thì mình sẽ test cho anh em thấy. Còn bây giờ là mình đã xả điện đã, mình đang chờ từ nãy đến giờ thì cũng được 10 phút rồi, thì nguyên cái clip này hiện giờ là mình đã quay là được 6 phút 35 giây rồi, thì mình đã chờ đến 10 phút rồi mà cái bình ắc quy của mình nó vẫn đủ điện để thì cho thấy là cái ắc quy của mình cũng phải nói là cũng khá là khỏe. Cộng với việc là cái IC tăng áp này nó rất là dễ nổ, cho nên là mình bấm xẹt một cái là nổ đó. Phát được rồi anh em ạ. Phát được rồi. Mình bấm nó tịt hẳn đèn luôn. Đây ạ, mình bấm lại nhá anh em nhé. Đấy, nó tịt hẳn đèn luôn. Ok, mình sẽ xả tiếp tục xả nữa luôn. Ok.